Hi, welcome back to HLO Start Scandal. Và từ game đầu tiên, Forest Monster, xin để hiểu. Ok, let's go. Và like, share, subscribe hồi nhà mình nha. Thank you so much. Một cái bên mình pin lên, sau đó thì sẽ tiến tiếp sâu vào bên trong. Ở đây thì các bạn sẽ phải đi tìm một chiếc máy ảnh camera. So there he is, huh? Hey. I got you a nice little place. Mm.
This is it, Tony. Home sweet. Now take me to my place. Apartments cost money, Tony. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. The place right here. Let's get off the street and find the danger close. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over. Let's go around the back and use the service door.
Get some sleep, he says. Go get them, and I'll keep the engine running. Come on, let's cruise into Baller's territory. Up here, and I'll go up and do another hood.
Are you drunk? What the fuck? Get that fool!
Trong thời gian này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 3 ngôi nhà, trong mỗi ngôi nhà sẽ có một câu hỏi khác nhau. Và các bạn sẽ trả lời từng câu hỏi trong từng ngôi nhà một. Khi đó thì đến điểm đích cuối cùng, phát ánh sáng thì các bạn sẽ hoàn thành chỗ này. Sắp tới một ngôi nhà rồi. Không biết các bạn đúng đường này không? Theo linh cảm của mình thì cái đường này. Xung quanh và tìm kiếm những ngôi nhà nha. Ok. Và mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Play đi inside.